Quý khán giả của Sài Gòn TV và đồng hương khắp nơi, Hùng Võ, cameraman và Đức Phạm đang có mặt tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Những tà áo dài rồi những bộ âu phục cũng như những y phục cổ truyền đang tiến về nhà thờ trong thánh lễ đầu năm để cầu nguyện Thiên Chúa ban ơn cho một năm bình an và cảm ơn Chúa trong năm vừa qua đã ban rất nhiều ơn lành cho Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo cũng như là giáo dân ở đây. Những công việc được hành thông. Ngày hôm nay đi lễ với gia đình ngày đầu xuân thì thấy là trời rất là đẹp, cả nhà diện áo đẹp, thành ra cảm thấy rất là vui, rất là vui. Cầu mong cho gia đình được êm ấm, rồi giáo dân được bình an, gia đình được bình an, chỉ vậy thôi ạ. Thank you.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thì bảo thật các con, chưa ấy nấy lo lắng cho mạng sống mình lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc? Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫn, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ai nấy mà có thể làm cho mình cao thêm hơn được một ca ư? Vậy các con chớ ai nấy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chúng dân ngoài tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Happy New Year lấy lộc đầu năm. Happy New Year con. Gia đình đang dự thánh lễ đầu năm mà xin cô cho biết cảm tưởng ngày hôm nay ạ. Dạ, cũng vui tại vì thường xuân thì chỉ có nhà thì không có celebrate, nhưng mà chỉ có lên nhà thờ và dẫn mấy nhỏ lên để cho nó chơi, cho nó có không khí xuân nhà. À, bây giờ mình còn có hội chợ nữa mà. Dạ, lễ xong sang hội chợ chúc. Dạ. Thưa quý vị khán thính giả, thánh lễ đầu năm của Giáo xứ Khác Thiên Đạo đã kết thúc, và trước khi ra về, mỗi gia đình còn được tặng một cuốn báo xuân do nhà sứ và các cộng tác viên là tất cả những thành viên trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Năm mới đã bước sang, và niềm hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh cũng như tình yêu của Chúa trong năm thánh 2016 sẽ tràn đầy bao la, không những ở trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, không những trong cộng đoàn dân Chúa, mà còn trên tất cả các gia đình cũng như là những người đang cư ngụ tại Đà Lạt, Hà Phúc. Đức Phạm và Hùng Võ thuộc Sài Gòn TV 553 xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào quý vị, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự lần tới.